Linh với Huế Xu xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn khán nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Sáng nay thì gia đình Linh chuẩn bị đi thành phố ông bà cô chú. Và trước khi đi thì Linh với Huế Xu sẽ đi mua hoa tặng một người rất là đặc biệt ông bà cô chú các bạn ơi. Để đón xem là người đặc biệt hôm nay là ai thì mời ông bà cô chú các bạn xem hết clip của Linh nha. Mời ông bà cô chú các bạn đi cùng Linh với Huế Xu. Đây bé Muôn ông bà cô chú cũng sửa soạn rất là đẹp. Bé Muôn cũng đi nữa đó. Giờ có ở nhà đi, để mẹ đi mua hoa rồi về rồi đi nha. Bye bye. Bye. Bye Muôn nha. Thì Linh đang đi lựa hoa rồi ghé qua tiệm chị mới khai trương. Nên là ha Linh nhờ chị cắm luôn. Mình mới cắm liền cho hoa nó tươi chứ mấy giỏ sẵn thì nãy giờ Linh đi coi Linh thấy không được tươi. Đây có rất là nhiều hoa đẹp. Linh chọn hoa hồng đỏ. Giờ đợi chị cắm nữa ông bà cô chú các bạn ơi. Đây có rất là nhiều hoa đẹp luôn nè. Có rất là nhiều loại bông. Bông hướng dương, bông cúc nhập, có cẩm tú cầu. Có bông ly. Bông cúc. Mấy cái bông trắng trắng đẹp. Thầy lại coi chị chủ cắm hoa chỗ tài. Ủa chị mới khai trương luôn á hả chị? Dạ thấy mới khai trương nên là ghé ủng hộ. Dạ, cảm ơn nha. Đây vừa bán chị vừa bán lẻ. Dạ. Bạn nào mà muốn trải nghiệm á thì cho người tự cắm luôn. Dạ, nhưng mà em không có khéo đâu nên không đi cắm đâu. Dạ. Chỉ có coi được thôi. Cái cục này là để cho hoa tươi hả chị? Cái này cắm cho hoa tươi á. Dạ. 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 Cái vỏ này Linh thấy cũng xinh nè, mọi người chú chất liệu cũng tốt. Dạ. Đang mua hoa. Có mở lớp dạy cắm hoa luôn chị? À, mở lớp thì mình chưa có mở được, tại không có thời gian nữa. Dạ. À, chỉ có điểm thì mình chỉ giống như kiểu làm workshop thôi ha. Vậy hướng dẫn cho cắm. Đúng rồi, cắm cơ bản thôi. Dạ. Dạy cắm hoa thì mình phải tập trung chuyên sâu cái lớp. Dạ. Phải niền lại cho nó cứng, nó cố định. Ủa
Ủa chị, bông sen á mình cắm là nó có tự nở không chị, hay là mình phải xè không, nó ra? À phải xếp nó lại. Dạ. Có mấy cậu kiểu bông sen vừa hồ mà chị làm cũng dễ thương á. Dạ. Giờ cả nhà Linh về tới rồi. Hàng đợi bé Muôn với bé Bơ ra xe. Bé Bơ ra. Rồi, bắt đầu xuất khoát không bà cô chú các bạn đây.
này bán quá nè. Qua Trang ngồi đi với Môn. Qua Trang đi xe, đi xe này xe lạ nên là không có phá chứ bình thường lên xe lên xe nhà là hay nhảy luôn á mùi chú sợ coi cái miệng sợ kìa sao quẩm xuống rồi con đi đâu vậy nói mẹ nghe coi đi đâu đi lên cô chơi chờ chủ mới rồi phải đúng rồi không đổi bơ mỗi cái nó cười cái gì bơ này nè giờ đeo sát bà nội luôn nên khỏe ăn chút bà nội cực một chút chứ hai đâu có đeo bà nội dữ vậy bơ đeo bà nội từ nhỏ luôn cái hai đeo cha mày nè đâu rồi sao bỏ nhà đi chợ cũng đòi đi theo mà sao cái mặt mắc cười quá không bà của chú ơi cái mặt nó nè thấy chú lạ sợ anh như sợ chú bình thường lên xe nhảy nhót ca hát tùm lum hết trơn giờ coi ăn mặc chị chi cho mình cái đi giờ nhà Linh đã tới thành phố muôn ngủ được giấc muôn thức rồi đó mặt vui lên rồi đó ông bà cô chú chi cho mình cái đó hết ly rồi đó nãy buồn ngủ nên là mặt lên xe mặt quạo giờ mặt tươi lại con đi đâu vậy chào bà cô chú mẹ coi coi chào vậy hả chia tay chào rồi, chào mà cầm đồ chơi nữa bơ ngủ không bà cô chú chào thôi bơ ngủ rồi đâu có chào được kêu bơ chào nữa ngồi im đi con ngồi im mẹ Linh cũng ngủ cái xu cũng ngủ bơ cũng ngủ chỉ có Linh là ẩn bơ bơ cũng đang ngủ ngon lắm Linh ngon bà cô chú ta bơ ngủ là nó nằm bên nào Tạ Văn Vũ đi hướng dưới quận 5 đi lên ngay cái cầu của quận 5, cái cầu tên gì quên tiêu rồi đi hướng hồi nãy đường Phạm Hùng đi xuống cũng được tại cái đường Tạ Văn Vũ nó cũng dài lắm giờ Linh đang tới quận 8 rồi mời cô chú đây hồi xưa quán trà sữa của Linh nằm ở bên Tạ Văn Vũ Linh ở bên quận 11 á cái Linh cứ đâm thẳng cái đường Thuận Kiều quận 5 xong rồi qua cái cầu gì á Linh chỉ nhớ đường đi thôi chứ Linh không nhớ tên rồi qua cái cầu đó xong rồi quẹo cái chạy thẳng cái quẹo vô cái đường mà ngay bến xe quận 8 là tới Tạ Quan Vũ rồi đó đi gần lắm giờ kiểu giống như là Linh chỉ biết đường đi thôi chứ Linh không có nhớ tên đường giờ lâu lắm rồi cũng không có ở Sài Gòn nên là cũng có một số đường Linh cũng không biết anh đường xe hơi vô được không đường xe hơi vô được không đường xe hơi hả chết mẹ đi bộ được không em đi bộ chứ ấy ấy còn đây cách xa không chạy thẳng bờ kè đó là đụng rồi đó quẹo qua còn mà muốn xe đậu vô trong luôn á tao không đậu em chở vô rồi chở khách vô thôi đúng không rồi chạy đi bộ vô đi chứ vô đi bộ đi chắc là chắc rồi đó rồi thôi vậy xuống đi bộ xuống đi bộ đi à, Linh đã tới không mà cô chú có thấy bụi dừa đước nó đang đi không mà cô chú dạ à, bao nhiêu tiền em gửi thêm anh à, coi nào mà cô chú cái bụi dừa đước sao nó tự đi luôn á chị ăn gửi gì chị gửi gì mời cô chú các bạn ơi gia đình Linh gần tới rồi nhưng mà tới đây xe bỏ xuống tại đường cũng khó đi quá không mời cô chú là đi bộ vô bé lên à lên tới rồi mẹ phải 45 đúng rồi chúc mừng chị
Đang kiều cưng. Dạ, em có ít trái cây dừa. Trái cây nhà đó phải không? Dạ, cây nhà lá dừa. Cái này là vú sữa gì Hoàng Kim phải không? Dạ, với ổi chị. Em gửi chị. Hồi nãy anh Gáp anh có giao cái thùng rồi, hải sản rồi, cho rồi, chị. Rồi, giao thùng rồi. Dạ. Ừ. Hai cưng. Dạ. Trời ơi, làm gì mà bịch. Ủa, Cầm. Ủa chị, chào chị. Hôm dạ, nay là thôn nữ Cà Mau gặp thôn nữ miền Tây. Có coi chị nhiều lắm á. Chào cô Huy cưng. Chào bà. Nhỏ ừ, lắm đâu. Nhân. Dạ, ở ngoài. Dạ, ngồi ở ngoài chị. Dạ. Ai vậy? Áo ba đi con. Ai? Ai? Mới ngủ trên xe à lạ. Dạ anh chào chị. Cẩm lên đây lâu chưa? Em lên hồi sáng đó chị. Dạ. Ừ, đứa này đứa thứ nhì nè. Dạ. Gái luôn hả? Gái luôn chứ không phải ba con trai. Hai đứa con gái. Không, để năm sau con trai. Trời ơi, sao con nhìn chú vậy vậy? Chị Linh với lại Khoa. Đi về hồi mấy giờ? Em với Cẩm chắc cũng bằng nhau mà. Chắc đâu lớn hơn Cẩm đâu. 95. Về hồi 3 giờ mấy sáng? 95. Đáng lý 4 giờ yeah. Mà đáp mà nó đáp trước một tiếng. Dạ. Về sớm. Dạ. Chị ra không ai chứ. Ai cũng 4 giờ 4 mấy mới đi. Dạ. Nghĩ lại ai nhà chị sớm hơn. Dạ. Rồi đi ra phải chờ lại. Dạ. Con sao dạ, con mới ngủ dậy á hả? A ba ấy con. À đấy. À, chưa biết ạ, chắc chế hai mới biết được. Chế hai mới biết. Hồi năm ngoái gặp chị thì còn trong bụng. Chế hai thì ẩm trên tay. Hôm nay chế hai biết nói chuyện rồi. À. Hả? Khoa đó. Dạ ê. Bơ nè ông bà cô chú, bơ sợ. Hôm nay thì tới mừng chị Kim Loan. Có buổi tiệc mừng chị về Việt Nam bà cô chú. Dạ ông Hoàng á dạ. Dạ. Xem con hoài luôn. Dạ vậy sao không? Hai đứa không? Dạ hai đứa. Trời ơi, thôn nữ Cà Mau đây mà. Dạ chào chào ý chào. Anh Thanh nào đó ở với lại hai đứa. Cô là mẹ của Toàn luôn. Đúng rồi mẹ của Toàn. Dạ, con chào cô. Cũng có thấy con, cũng có Toàn. Dạ. Con bé được mấy tháng? Dạ, được 7 tháng rồi đó cô. Hôm nay là buổi tiệc các youtuber gặp nhau. Chứ mình cứ coi con Hoàng ảnh ở ngoài đâu có gặp nhau đâu. Đúng gặp rồi. Ngoài mới biết. Dạ, nhiều khi cũng không có dám nói chuyện với nhau nữa. Đúng rồi, nói tiếng gan luôn. Dạ. Đặc trưng giọng của Cà Mau. Dạ. Với sữa Hoàng Kim đây mà. Dạ. Ờ, thương quấn Cà Mau nè. Dạ, con chào cô. Cà Mau ở đâu? Dạ là ở cuối... cuối luôn. Dạ ở cái nước bờ bến xe Cà Mau. Dạ bến xe. Dạ vậy là chị ở thành phố. Ủa? Rồi dạ mình ở dưới, con ở dưới huyện thành phố đi xuống nè. Rồi bơi với Mùn nè, thấy mấy anh chị thấy mấy cô chú đông quá cơ. Dạ 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 dạ. Trời ơi nhìn ghét chưa. Ui anh ơi cầm anh đưa con về không? Cảm bé về không? À, nó bị bệnh. Vậy hả? Trời ơi, trời ơi. Xin dí hả? Xin dí. Mấy cái gì là xui được à? Mẹ con chắc ngồi ở ngoài ra luôn. Ngồi bên đây. Dạ, dạ. Nhớ tôi hả? Thưa bà đi. Thưa bà đi. À, lạ. Hai đứa có mặt à? Dạ. Mới phẩm con á. Chị, em tính đủ lực xui đó. Vậy hả? Ừ, xui đi. Xui đi. Cà Mau với Toàn miền Tây được á. Dạ. Nhưng mà anh Toàn về hết miền Tây rồi, sao lên anh tới Đà Lạt dữ vậy? Thì cũng còn miền Tây mà, góc miền Tây. Góc miền Tây. Hai đứa, bạn trai chị đại con không? Dạ. Còn trẻ quá, hai đứa vậy khỏe quá trời. Em là bây giờ mấy con mọn nè, mấy cực. Em á, em năm nay là 30. Em sinh 95. Em nhỏ chị nhiều mà. Chị 40. Dạ, nhưng mà còn trẻ. Nhỏ con. Bị thiếu ký. Mệt quá nè. Trời thôi ngồi đi chị, anh chị ăn tự nhiên nha. Dạ. Vậy đón chị bé Ngân phải không? Bé Ngân.
đang dùng một buổi tiệc ở đâu. Hôm nay là gặp được mấy bạn trong nhóm thôn nữ miền Tây. Nóng không? Tự cầm ăn luôn đi. Nóng lắm, thổi con thổi. Không nó biết mà nóng là thổi à. Thích ăn món này rồi. Món này ngon rồi, muốn thích ăn. Cầm đi con, tự cầm ăn đi. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội. Bây giờ mọi người ăn tiệc xong hết rồi, ông bà cô chú thì định cho hai bé vô nhà cho má. Quên gà làm quen được với mấy chị vậy đó. Quên làm quen được với mấy chị và chơi với mấy chị. Gặp bà nội cái là kêu liền à. Ngộ ghê á. À, gặp bà nội cái phải đòi liền vậy á. Ngủ đi con, chọn ngủ nha. Có giọng không? Mà Moon nào gặp ai cũng lạ chứ. Đầu làm quen đủ thứ rồi đó. Giờ bắt đầu nắng lên cái hết. Nóng quá trời. Quá nhiều hai đẹp luôn. Không nhắc không rủ. Vô đi vệ sinh. Ngồi xa thấy ngồi cái tốt luôn, ngồi luôn. Không thú không biết. Rồi buổi tiệc nào cũng tàn giờ hả. Chào hết cô chú anh chị để đi về. Ông bà cô chú các bạn ơi. Về. Dạ con cảm ơn cô, chia tay buổi tiệc nào rồi cũng tàn. Ờ đúng rồi. Chia tay mấy anh chị. Sao trơn. Xe tới. Dạ. Dạ dạ con về. Dạ dạ. Dạ. Ra xe. Rồi ghim đồ ra xe trước hay ghim đồ ra xe trước rồi tự trả hay gì vậy? Trời ơi, mười mấy rồi. Mười mấy năm rồi á. Ừ, không nổi luôn á nha, hồi xưa là vậy. Cái giỏ này, cái giỏ này của ai vậy? Giỏ của bò. Giỏ con mèo. Giỏ con mèo. Đi mấy anh kia, mẹ mấy này cao quá mẹ bước không được đâu. Nhớ nha chị, kêu tụi nó phải đi nha. Xuống dưới mấy đứa nó giữ cháu cho được thợ luôn, có giọng có đồ cho nó ngủ. Nó thấy đi thành thôi điểm quá quá đi cả toàn cả nhà. Thôi trời ơi, chị kéo nhau đi cho đi lâu lâu mới có dịp chị đó không. Lần đầu tiên tôi mới có dịp ở đám cưới quê đó. Dạ bà cô chú các bạn ơi, hôm nay rất là vui khi mà được chị Kim Loan mời đến nhà anh chị để dự cái buổi tiệc mừng chị về đến Việt Nam. Ngoài ra thì Linh còn được gặp các YouTuber rất là nổi tiếng giống như là
chị Cẩm nè, chị Dân, rồi anh Toàn, rồi rất là nhiều anh chị diễn viên, rồi anh chị nghệ sĩ, anh chị làm trong cái lĩnh vực điện ảnh không bà cô chú. Thì hôm nay rất là vinh hạnh khi mà được chị Loan mời đến dự buổi tiệc, rồi được giao lưu với rất là nhiều YouTuber. Linh rất là thích kênh của chị Cẩm, rồi kênh của chị Vân, rồi kênh của anh Toàn, những kênh miền Tây rất là đặc trưng của miền Tây giống bà cô chú. Thì thường là mấy anh chị em chỉ có gặp nhau ở trên clip thôi, nhưng mà hôm nay thì được gặp trực tiếp rồi nói chuyện ở bên ngoài. Thì cũng nhờ chị Loan tạo điều kiện cho cái buổi họp mặt rồi giao lưu với nhau. Thì bây giờ Linh về rồi, ở đây thì có cái thùng quà. Thùng quà này thì của mẹ Linh ở dưới quê gửi. Linh có nhờ mẹ mua một ít quà quê để tặng chị Loan nhân cái ngày mà chị về. Cái vườn Linh thì còn ít trái cây quá à, nên là dưới quê Linh thì chỉ có đặc sản là tôm cua. Nên là mẹ có đóng giùm Linh một thùng gửi lên. Thì sẵn rồi mẹ cũng có gửi cho bé Muôn mớ cá với cua với tôm. Tại vì mẹ nghe bé Muôn thích ăn cua nên là mẹ cũng gửi thêm nè. Cái thùng tôm của mẹ gửi giùm Linh thì Linh gửi lại chị Loan. Còn cái phần cá này là phần mẹ Linh tặng cho gia đình Linh. Giờ Linh khui ra rất là nhiều luôn, thử ra có gì trong này. Còn đá đâu quá trời nè. Ây da, bà cô chú ơi, tôm. Tôm này là tôm thẻ. Đây, cái này tôm là ở dưới vuông, mẹ Linh sổ ra. Đây là cũng là thẻ. Đây ông bà cô chú, thẻ sú lộn xộn. Rồi cá, này là cá đói. Rồi bé Moon cũng thích ăn cá á. Cái bà ngoại thấy vậy, cái bà ngoại nghe thấy cháu thích gửi, ăn gì là sẵn chiến cái gửi luôn. Đây con cua, ôi cua này vậy là chết rồi hả? Luộc liền cho bé Moon ăn. Bữa nay bé Moon cũng biết ăn cua lại, ông bà của chú cũng thích ăn cua. Cua này giống như kiểu ở dưới vuông bắt lên được thì mẹ lên gửi thôi. Cua này không có gạch đâu, cua này là ăn cua bọng, gửi trong đá luôn. Ở đây thì cá, cá này thì cá có trứng nè, Linh nhờ mẹ mua giùm. Mẹ thì gửi tôm với cua, còn phần cá này thì Linh nhờ mẹ mua. Đây, cá thòi lòi. Cái cá thòi lòi này chắc bây giờ mình nhúm lửa mình nướng luôn ha. Chứ ướp lâu quá nó ngon không? Nó không ngon. Thịt nó thịt nó dẻ. Mày hỏi mẹ coi. Tại vì lên nhà chị Loan á, chị Loan đãi rất là nhiều món ăn ngon luôn, ông bà cô chú ăn rất là no luôn. Mà về thấy cá cũng ngon ghê á, cũng muốn làm ăn liền. Hôm nay là được gặp rất là nhiều anh chị nổi tiếng luôn, rồi bạn bè đồng nghiệp làm chung rất là vui luôn á, ông bà cô chú. Đây, ăn cá. Cá đói ú ghê á. Rồi, giờ Linh sẽ luộc con cua này để đút cho bé Moon ăn nha. Để cho bà ngoại coi cháu ngoại ăn cua. Thấy cháu ngoại thích ăn cua nên là là gửi con cua. Có con gửi con, bà cô chú có ít gửi ít, có nhiều gửi nhiều. Thì quê ở Cà Mau, Linh thì chỉ có tôm thôi, nên là hôm nay thì Linh cũng tặng cho chị Loan một ít trái cây ở vườn Linh với tôm đặc sản quê Cà Mau đặc trưng. Dạ, bà cô chú các bạn ơi, nãy giờ đi chơi về cái Muôn mệt ngủ được 3 tiếng đồng hồ luôn á, giờ dậy rồi nè. Linh cũng luộc con cua, bà ngoại gửi cho bé Muôn thấy con cua cái wow. Mời bà cô chú, mời bà cô chú ăn cua, con cua bà ngoại gửi nha. Ngon không? Ngon hả? Con cảm ơn đi, cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thương không? Ăn không, hồi xưa nó không thích ăn vậy, thích ăn cua hả mẹ? Ăn cái miệng kìa. Thấy con cua cái wow lên liền bà cô chú. Con này con gì? Con nói con gì? Ăn không nói luôn à. Con gì? Con cua. Bà
cô chú thấy Moon ăn cua ngon không? Mời ông bà cô chú ăn cua đi với Moon nha. Ê, cắn luôn đó thôi. Em xé từng thành miếng thịt ra xong nó cắn lên vỏ kìa. Ăn miếng nhỏ không đã, phải ăn luôn miếng bự. Con cua ha, bà nội bà ngoại gửi Đông Đá rồi mà cũng còn thịt ghê mẹ ha. Con cua này là con cua cái, nó giống như cua gạch vậy nhưng mà nó không có gạch. Nè mà cô chú coi nè, nó bụng tốt à. Đó. Cua này là thuộc vô hàng cua xô rồi, giá nó sẽ rẻ. Cua gạch bữa nay ở dưới cũng cao mà cô chú. Tầm 600-700 rồi đó. Bắt đầu đây tới Tết là giá cua nó sẽ lên cao chứ nó không có xuống nữa. Cao. Còn ăn cua tháng sao? Quá ngon luôn. Ông bà ngoại giờ này cũng bận quá rồi nên là không có thời gian lên chơi, lên thăm bé Muôn với bé Bơ. Từ từ bé Muôn bé Bơ cũng sắp xếp về thăm ông bà ngoại ăn chiến. Ok. Ăn cái miệng hay khó ưa không? Hầu lại con hầu lại, cảm ơn bà ngoại. Ngoại, ông ngoại, bà ngoại. Con biết nói không? Này, giờ về ngay có mấy con tôm nè. Cái phần này là mẹ sổ vuông ra, cái mẹ Đông Đá gửi được mấy con. Thì nhà Linh cũng ăn cơm luôn, ăn với măng xào với con gà hôm qua mẹ đi chợ mua. Về làm được hai món, cũng có món kho cho bé Muôn nữa đó. Muôn chiều nay chắc ăn cua này no rồi, khỏi ăn cơm luôn rồi. Ngoại bà ngoại thấy không, bà cô chú thấy không, ăn ngon lành luôn mẹ. Tưởng đâu hồi nhỏ không thích ăn cua đút là phun ra không à. Tự nhiên cái giờ, mà bữa hình như mình cho ăn ghẹ cái anh thích ăn luôn mẹ ha. Từ bữa Út Xu đi chơi á, cái Út Xu mua ghẹ vậy cái Muôn đòi ăn cái cho ăn, cái giờ này thích ăn cua với ăn ghẹ lại. Con cua này tuy là con cua bọng nhưng mà cũng thịt cũng chắc lắm bà cô chú, thịt nhiều. Cái đó càng cua ngon không, vỗ tay con nói ngon không? Ngon không bà cô chú. Bữa nay là mời ông bà cô chú múc ban cua với bé Muôn nha. Út Xu gỡ ha, đút ăn không kịp luôn. Bơ lên ngủ rồi, không thôi cũng cho Bơ ăn miếng cua rồi. Bơ ngậm ngậm cho biết mùi thôi à. Dỗ nhịp. Mới ngủ dậy luôn á, về cái ngủ 3 tiếng đồng hồ luôn mà chú. Về tới đây 4 giờ mấy ngủ, giờ này 7 giờ mấy mới thức luôn. À thức dậy cái đi rửa mặt cho tỉnh á. Ngồi vô ăn được. Út đút trọng quá, cái nhà không kịp luôn á hả? Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, hôm nay là một ngày rất là hay khi mà đến chị Kim Loan rồi dự buổi tiệc, cũng nhận được món quà quê của mẹ Linh gửi lên cho gia đình. Thì bây giờ hả cũng tối rồi, Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video để cho bé Muôn ăn nha ông bà cô chú. Thì cũng gửi lời cảm ơn tới chị Loan đã mời gia đình Linh để đến dự buổi tiệc. Cảm ơn mẹ đã gửi những cái phần cua, tôm cho bé Muôn. Và bây giờ ha, Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video rồi hẹn gặp lại ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Ông bà cô chú thấy bé Muôn ăn giỏi thì nhấn cho bé Muôn xin một like nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Mất ăn rồi hả? Bye bye, bye bye ông bà cô chú các bạn.